Những chậu hoa hình Doraemon, Minion hay hình những chiếc ly cách điệu độc lạ này sẽ tạo nên một không gian đường phố khác biệt, nhưng cũng không kém phần lung linh, đủ đầy màu sắc. Chúng là sản phẩm của hàng chục họa sĩ không chuyên đến từ đoàn phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay thì vấn đề môi trường nó cũng rất là nóng bỏng, cho nên mình cũng suy nghĩ đến vấn đề là mình hãy sử dụng những cái nguyên vật liệu đã qua sử dụng và có thể tái chế được, để mà thứ nhất là mình có thể sử dụng trang trí, làm đẹp cảnh quan, cái thứ hai là mình có thể là bảo vệ môi trường. Tái chế vỏ xe để bảo vệ cho môi trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ nó giúp cho mình có được cái ý thức để bảo vệ cái môi trường và làm cho nó cái những cái đồ mà cũ đáng lẽ là bỏ đi rồi, nhưng mà bây giờ mình giữ lại, mình tái sử dụng lại được để làm cho nó tốt hơn, nó sạch, nó đẹp hơn cho đường phố của mình á. Bước đầu thực hiện, các bạn đoàn viên của đoàn phường 2 đã tận dụng những chiếc vỏ xe cũ bỏ đi từ các cơ sở sửa xe trên địa bàn. Tuy nhiên, do đặc tính vỏ xe khá cứng và thô nên những dụng cụ thông thường như dao kéo rất khó dùng để cắt tạo hình. Những sản phẩm đầu tiên dường như bị thất bại hoàn toàn. Thế nhưng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và sự sáng tạo, các bạn đã không ngừng tìm tòi học hỏi, quyết tâm thực hiện cho bằng được ý tưởng có phần hơi táo bạo của mình. Cuối cùng, thành quả đạt được là nhờ sự kiên trì của từng cá nhân, tinh thần đoàn kết, không ngại khó của cả tập thể đoàn phường 2. Rồi tụi em cũng có đi nghiên cứu ở những thăm hỏi ý kiến ở những cái cơ sở mà người ta sản xuất vỏ xe, thì các anh cũng có chỉ là mình làm một cái chiếc dao bằng thép để mình về mình thử nghiệm, mình thực hiện thí điểm. Thì tụi em cũng có tiến hành để làm và đặt một cái con dao bằng thép để về làm, thì khi tiến hành vô thực hiện thì mình thấy nó dễ dàng hơn. Mình là cái người cũng chưa có biết là về gành về và vỏ xe, nên cái bước đầu rất là khó khi mà khoan bắt hoặc là cắt gọt cái vỏ xe và tạo mẫu. Nên cũng trong cái quá trình làm thì anh em sẽ rút kinh nghiệm từ từ và tìm hiểu thêm về ở trên mạng. Thì bước đầu mà khi phát họa sơ nét thì cũng có một số cái sản phẩm nó bị hỏng, nó bị hư, nó không có như cái ý mình mong muốn để mình làm á, nó cũng chưa có được hoàn chỉnh lắm. Nhưng mà sau một vài sản phẩm thì các bạn rút kinh nghiệm rồi các bạn mới tiến hành làm. Thì từ những cái thất bại ban đầu thì để hoàn thiện một cái sản phẩm thì cũng có một cái sự đầu tư của các bạn vô trong đó, rồi bắt đầu tiến hành thực hiện từ từ qua từng công đoạn. Mỗi chậu cây tái chế đều được các bạn trẻ chăm chút trong từng nét vẽ, với những biến tấu đơn giản cộng thêm chút màu sắc. Những chiếc vỏ xe bỏ đi đã được các bạn hô biến thành những chậu hoa xinh xắn và hữu dụng. 60 chậu hoa tái chế lung linh sắc màu này dự kiến sẽ được trưng bày trên hai tuyến đường Hùng Vương và Lý Thường Kiệt với chiều dài hơn 2 km vào dịp Tết sắp đến. Người góp công, người góp của, người khéo tay, người sáng tạo, tất cả đều cùng chung một lý tưởng cao đẹp nhằm khơi dậy ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đến thời điểm hiện nay thì hầu như các hộ dân ở trên địa bàn phường của mình ở chỗ các tuyến đường trọng điểm mà mình triển khai là rất là đồng tình, và các cô chú thì cũng nhận công để mà chăm sóc các chậu cây cảnh hàng ngày. Cái hướng tới là khi trong cái sau khi cái thực hiện cái trang trí và hưởng ứng cái lễ hội xuân năm 2018 năm nay thì phường sẽ phối hợp với người dân cho nó chặt chẽ hơn. Trong đó thì cũng sẽ là dự kiến sẽ là bàn giao lại cho là đoàn thanh niên mỗi một tuần như vậy là khoảng 2 đến 3 em sẽ phụ trách cái công trình này. Rồi trên cơ sở đó sẽ theo dõi, giám sát việc chăm sóc của người dân. Nếu người dân mà trong quá trình buôn bán mà bận quá nhiều việc mà không chăm sóc được thì phường sẽ, các em thanh niên, đoàn viên thanh niên của phường sẽ đứng ra chăm sóc. Với mong muốn tạo vẻ mỹ quan đường phố trong dịp Tết an toàn và tiết kiệm, các bạn còn tận dụng 40 chiếc đèn trang trí Tết 2017, dùng chỉ lan làm mới. Hiện những chiếc lồng đèn màu này đang được treo trong khuôn viên Ủy ban dân phường để làm mẫu. Nếu người dân đồng thuận, sẽ được thực hiện trang trí trên một số tuyến đường vào dịp lễ Tết. Với lời kêu gọi giữ gìn và bảo vệ môi trường, giờ đây những đồ vật bỏ đi đã được khoác trên mình chiếc áo, không chỉ dùng để trang trí mà còn rất hữu dụng. Những chiếc lồng đèn xinh xắn, những chậu hoa tái chế ngộ nghĩnh, không chỉ đẹp mà còn rất thân thiện với môi trường. Từ những chậu hoa này, chồi xanh sẽ được khoe sắc trong xuân Mậu Tuất sắp tới.